Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube chuyện làng ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 169 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ, tập 169, Thạch Trư ngay sau đây. theo tập trước lại nói lúc bấy giờ trong khoảnh khắc ngắn trước sau liền có năm vị vua hoàng chết trong tay diệp phúc chín đại vua hoàng chỉ còn lại có bốn vị nếu như ứng tông đạo cùng tinh đế bọn người còn ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc muốn rứt cả trong mắt ra năm vị vua hoàng này tuy tu vi thực lực cũng không giống nhau nhưng không có ai soảng sĩnh bọn họ sớm đã vượt qua kỳ suy yếu thậm chí trong đó hai người là tướng hoàng la hoàng còn là cường giả vua hoàng trung kỳ tại trước mặt bọn hắn bọn hắn quả thực giống như là thiên thần tồn tại những người khác khiết thảy đều bị ép cho thu nhỏ lại vô cùng nhìn lên bọn hắn như là nhìn lên ngọn núi cao chỉ có thể cảm giác được chính mình thật sự là hèn mọn mà những nhân vật cường đại như vậy ở trong tay diệp phúc cơ hồ không có ai có thể chống đỡ nổi hai hiệp liền hết thảy bị đánh cho hồn phi phách tán giờ phút này đây giữa sân chỉ còn lại có ung hoàng chiến hoàng cùng với hai vị vua hoàng từ thiên giới xuống gặp tình hình này chỉ cảm thấy đáy lòng hàn khí dâng lên dày đặc chín đại vua hoàng bọn hắn vốn là ai cũng chưa từng đem diệp phúc để ở trong lòng cho rằng đây chỉ là một vua hoàng vừa tấn chức cho dù có thành tựu cũng xa xa không bằng bọn hắn những thế hệ đi trước này thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng diệp phúc cư nhiên cường hoành đến loại trình độ đấy tất cả các ngươi đều phải chết diệp phúc cất bước đi tới dưới công kích của tứ đại vua hoàng vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh nhục thân của hắn cường hoành đến mức ngay cả vua hoàng tế lên thánh bảo cũng không thể làm bị thương tu vi cũng xa xa so với bọn người ung hoàng chiến hoàng lại càng thêm tinh thâm hắn thành tựu vô hoàng rút cục cũng hoàn thành một lần nột sắc lớn lại để cho tu vi bản thân thực lực bản thân đều nhảy vọt về chất oanh 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 từng đạo cấm pháp từng kiện từng kiện cấm bảo oanh đến đánh xuyên qua lục đạo luân hồi vặn vẹo trọng trọng thể không oanh trên diệp phúc bản vương khai thiên thế giới đánh cho thế giới của hắn dung chuyển không ngớt Huyền Ô Thánh Hoàng Đồ thậm chí công kích tới được bản thể của Diệp Phúc, lại thủy chung không cách nào làm cho hắn bị trọng thương. Ngược lại, Diệp Phúc mỗi một đạo đại thủ ấn xuất ra, bọn người chiến hoàng đều phải liều mạng tránh né. Nếu không hơi không cẩn thận một chút sẽ gặp phải kết cục giống như bọn người La Hoàng và Tướng Hoàng. Vô vọng ấn. Diệp Phúc đánh ra một ấn như là vô vọng thế giới hàng lâm, đem một vị vô hoàng trấn áp ở bên trong. Ông hoàng liền vội vàng tới cứu, chỉ tới giờ phút tay kia một đạo lưu ly ấn oanh hướng huyền u thánh hoàng đồ lập tức lại là một đạo cực lạc ấn tu di ấn vô cấu ấn liên tục bốn đạo ấn pháp cấp thần vương đem huyền u thánh hoàng đánh cho liên tiếp lui về phía sau quanh thân bị nổ tung ung hoàng cũng khí tức di động liên tục lui về phía sau mỗi một bước liền thổi ra một ngụm máu tươi trong nội tâm tức giận dị thường thế nhưng lại không thể làm gì được diệp phúc thật sự là quá mạnh mẽ chín hoàng cùng với một vị thiên giới vô hoàng khác công tới hắn căn bản không thèm nhìn ngạnh kháng công kích của hai đại vua hoàng tiếp tục dùng vô vọng ấn công phạt mà xuống sinh sinh đem vị thiên giới vua hoàng này đánh cho hồn phi phách tán lại có một vị vua hoàng ngã xuống hắn đã là vô địch rồi chạy chạy mau thôi ung hoàng chiến hoàng ba vị vua hoàng dũng khí đã mất sạch vội vàng phi thân lên hướng đế hưng chi địa thiên mạc mà bay đi ý đồ nhảy ra khỏi đế hưng chi địa tiến vào vua hoàng thế giới tránh né tên sát thần diệp phúc này sao còn muốn chạy sao đã muộn rồi diệp phúc vươn người nhảy lên chân đạp trời cao một bước xuất ra một bước lên đuổi theo vị vô hoàng từ thiên giới xuống một tôn cổ phật từ trên trời giáng xuống đem vị vô hoàng tại chỗ này dập nát lập tức quanh thân phật quang tuôn ra ngạnh xanh xanh đem người này luyện hóa thành cho bụi các người một người cũng không đi được diệp phúc một chiêu đánh chết vị vô hoàng này cất bước hướng ung hoàng chín hoàng mà đuổi theo trong khoảnh khắc lên đuổi tới phía sau hai người Chiến Hoàng đột nhiên quay người, sắc mặt kiên nghị, hướng Diệp Phúc lao thẳng tới mà đến, cao giọng quát lên: "Bệ hạ, người đi trước để ta lại cản hắn ta." "Sao? Bằng ngươi có muốn bám trụ được ta sao?" Diệp Phúc một ấn đánh xuống, thiếu hạo ấn bay ra như tư thế hào hùng hợp thành thế giới, đem Chiến Hoàng bao phủ, chỉ một thoáng đem hắn cắt thành vô số mảnh vỡ, ngay cả chân linh của hắn cũng bị cắt vỡ, bị chết không thể chết lại. Ông Hoàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy một màn như vậy khóe mắt không khỏi muốn nứt ra nổi giận cầm lên một tiếng hướng vách ngăn trên trời để hưng chi địa mà phóng đi ông hoàng bệ hạ người cũng lưu lại thôi diệp húc trong nháy mắt liền đến phía sau hắn không xa bàn vương khai thiên kinh thế giới lay động thu vào trong cơ thể của hắn đại thủ thò ra hướng ông hoàng mà chụp tới huyền u thánh hoàng đồ ông hoàng cũng không quay đầu lại rồi đột nhiên một đồ quyển bay lên không hóa thành huyền u thánh hoàng đem huyền u thế giới địa lý hết thảy khoác trên thân nổi giận gầm lên một tiếng hướng diệp phúc mà đánh tới chỉ cần huyền u thánh hoàng đồ có thể thoáng ngăn cản diệp phúc hắn liền có thể thoát khỏi đế Hưng chi địa chạy ra tìm đường sống huyền u thánh hoàng một quyền oanh ra thánh hoàng chi địa dĩ thiên vi tông dĩ đạo vi môn nắm đấm như là mang theo một tòa đạm môn hướng diệp phúc quanh đến Các loại uy năng này mặc dù là vô hoàng đem so sánh cũng phải thất sắc thánh hoàng chi báo cũng không cách nào ngăn cản ta giết người được diệp phúc một quyền oanh ra huyền ô thánh hoàng cùng quả đấm của hắn chạm vào nhau lập tức bành một tiếng lên nổ tung bảo toái tại chỗ diệp phúc một quyền đánh lát cánh tay của huyền ô thánh hoàng nắm đấm chưa từng có từ trước đến nay tiếp tục hướng tới trước oanh khứ thánh hoàng phân thân bên trong kiện thánh bảo này lập tức lên nổ tung huyết vụ tuôn động hóa trở thành một bức họa đồ phiêu phù ở giữa không trung bên trong họa đồ huyền đô thánh hoàng hóa thành một phiến huyết vụ lay động không ngớt trong xương máu chuyển đến tiếng gào thét lần nữa ngưng tụ lại hình thể diệp phúc đến nhìn cũng không thèm nắm đấm vung mở một phát bắt được kiện thánh hoàng đồ này vung tay run lên tranh vẽ rầm rầm khép lại hóa thành một quyển trục gào thét hướng ung hoàng mà đánh tới xẹt thánh hoàng đồ xuyên thủng ngực của ung hoàng văng ra một mảng mưa máu lớn ung hoàng bị sức mạnh cực lớn trong bức đồ trùng kích trong lòng kinh hãi gần chết vội vàng tung người nhảy lên rốt cục cũng nhảy lên đến hưng chi địa thiên mạc trước mắt đột nhiên đấu chuyển tinh di tiến vào bên trong vô hoang thế giới không khỏi nhẹ nhàng liền thở ra giờ phút này đây bên trong vô hoang thế giới cũng không thiếu những vô hoàng đang truy tìm ra chỉ thiên thuyền đang đau khổ tìm kiếm vương vị của đế hưng chi địa đột nhiên chợt thấy ung hoàng đế quan nát bấy một thân đầy máu từ hư không đột nhiên xuất hiện ngực còn cắm một bức họa trục tràn ngập khí tức thánh bảo không khỏi trong lòng cả kinh. Ung Hoàng tuy không phải là trong ba ngàn thế giới là vua hoàng có thực lực cường hãn nhất, nhưng kế thừa tổ nghiệp, xuất thân hùng hậu cũng là một vị nhân vật rất tài giỏi. Giờ phút này vậy mà tại đế hưng chi địa nháo nhào chật vật như vậy, thân thụ trọng thương thật sự làm cho bọn hắn phải kiếp sợ. Thánh Ung Hoàng chiếu bệ hạ vậy mà lại chật vật như vậy sao? Một vị vua hoàng đột nhiên cười ha hả trên mặt sát ý hướng Ung Hoàng đi đến, hắn cười nói ông hoàng đại thương bệ hạ của ta mời ngươi gia nhập đại thương đế quốc phong ngươi làm vương hầu lại bị ngươi cự tuyệt hiện tại ngươi bị trọng thương bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi để cho loan hoàng lập đại công giết ngươi liền có thể trở thành đại thương vương hầu tránh ra ông hoàng gầm lên vừa mới thoát ra từ đế hung chi địa chân không ngừng điên cuồng chạy về phía trước giống như là phía sau có ôn thần đang đuổi theo hắn vậy tùy thời có khả năng đoạt mạng của hắn. Vị Loan Hoàng kia trong mắt hung quang chấp động, cười ha hả mà nói: Hừ, "Thường thế của người nặng như vậy, lại còn dám cản rỡ như vậy hay sao?" Ung Hoàng không nói một lời, Huyền U Thánh Hoàng Đồ đang cắm trong ngực đột nhiên bắn ra, văng ra một đạo máu tươi. Thánh Hoàng Đồ âm ầm triển khai, Huyền U Thánh Hoàng từ đó liền nhảy ra, một trường phủ xuống. Loan Hoàng thanh âm gào thét, lại bị Huyền U Thánh Hoàng một trường đánh cho thổ huyết, lảo đảo bay ra, Chậm tùy tội, tội trọng thương Nhưng cũng không phải loại tiểu nhân vật như ngươi Có khả năng lăng nhục được Ông Hoàng sắc mặt lành lạnh Huyền ô Thánh Hoàng tái khởi xuất ra một trường Đem hư không anh mở Lộ ra vô cực chi địa rộng lớn Hắn đang muốn bước vào vô cực chi địa Đột nhiên chỉ thấy trong hư không Chợt nhiều thêm một ngón tay Một ngón tay đè xuống đâm tại đỉnh đầu của hắn Đầu của hắn là một tiếng nổ tung Thi thể không đầu lắc lư Lập tức đầu liền tái sinh mọc dài ra chỉ thấy trong hư không lại có thêm bốn ngón tay thỏ ra liên tục búng ra chỉ nghe bành bành mấy tiếng nổ ung hoàng thân thể nát bấy tính cả cấm pháp trong cơ thể hắn hết thảy bị năm ngón tay này bắn nát năm ngón tay này đột nhiên tới bắt lấy thánh hoàng đồ khe khẽ rung lên chỉ thấy thánh hoàng đồ mở ra giam cầm hư không trận đồ run run hư không ngầm mầm nghiền nát đem ung hoàng chân linh ma diệt bên ngoài vô cực chi địa rất nhiều vô hoàng hồn nhiên không ngờ tới tình huống này đột ngột xuất hiện năm ngón tay đơn giản liền đem ông hoàng vị cường giả này mà xóa bỏ Thật sự là lại để cho người ta phải khiếp sợ Lại làm cho người ta sợ hết cả gai ốc Tại đương trường Yên tĩnh không một tiếng động Chỉ thấy năm ngón tay kia bắt lấy huyền ô Thánh Hoàng Đồ Nhẹ nhàng lui về đế hương chi địa Qua thật lâu sau Có người run giọng nói Chẳng lẽ nói Bên trong bí cảnh này là nơi một vị Thánh Hoàng ẩn cư hay sao Bởi vì ung hoàng đắc tội hắn Bị hắn xử tử nhảy vào nơi đây không chỉ là ung hoàng còn có tám đại vô hoàng khác cùng với xích đế ma giới xích viên ma tôn tám đại vô hoàng khác đến nay chưa xuất hiện hơn phần nữa chắc cũng chết rồi xích quyền ma tôn cũng hốt hoảng từ trong bí cảnh chạy ra tu vi mất sạch bị hắc thiên ma tôn đuổi giết không biết sống chết thế nào chẳng lẽ nói bên trong thánh hoàng là một vị đã đạt tới đỉnh cao cảnh giới thánh hoàng không thành ngữ qua thật lâu sau hư không rung động đông đảo vô hoàng vội vàng nhìn lại chỉ thấy một thiếu niên áo lam khống chế một chiếc giao chỉ thiên thuyền rách dưới bay ra từ đế hưng chi địa đi vào thế giới vô hoàng ở đầu thuyền còn có hai nữ tử mắt sáng răng trắng theo hai bên trái phải của hắn một nữ tử trong tay nâng một cuộn họa trục đó chính là huyền ô thánh hoàng đồ chẳng lẽ nói vừa rồi đánh chết trung hoàng làm bọn hắn hay sao một gã vô hoàng thất thanh nói chỉ thấy khó có thể tin được tiểu tử này đúng là khống chế trước thánh bảo thuyền bốn phía sông loạn kia là người đem chúng ta dẫn tới đây có người lập tức nhận ra diệp phúc kêu lên chẳng những hắn rất nhiều vua hoàng khác nhìn thấy diệp phúc cũng cảm thấy không thể tin được nhưng huyền Đô thánh hoàng đồ rơi vào trong tay của hắn lại làm cho người ta không thể không tin diệp phúc trước khi tiến vào đế hưng chi địa còn không phải là vua hoàng trong mắt bọn hắn chỉ là một tiểu nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao giờ phút này từ trong đế hưng chi địa đi ra cũng đã hoàn toàn lột xác cực lớn thực hiện một cú nhảy vọt cực lớn khi thế hùng mạnh làm cho bất luận kẻ nào hết thảy không cách nào khinh thường chưa vị thế giới vô hoang không chào đón các ngươi kính xin chưa vị lập tức ly khai thế giới vô hoang của ta diệp phúc đảo mắt một vòng lạnh nhạt và nói rất nhiều vô hoàng lướt nhau nguyên một đám lần lượt ly khai vị loan hoàng kia ánh mắt chấp động nhìn về phía tô kiều kiều trong tay đang cầm huyền u thánh hoàng đồ cười nói vị tiểu huynh đệ này Mới vừa rồi là ngươi chém chết trung hoàng lão nhi hay sao Thực lực của ngươi không thể Ta đại thương hoàng triều Đã thống nhất hơn 10 thế giới Xưng bá thiên hạ Tương lai ắt sẽ có thể nhất thống 3 ngàn thế giới Không biết ngươi có hứng thú hay không Diệp Phúc lông mày kẽ nhướng Quay đầu nhìn về phía hắn Như có vẻ suy nghĩ gì đó nói Sao đại thương hoàng triều ư Chẳng lẽ là đế tuệ ư Ngươi nhận biết bệ hạ sao Loan Hoàng trong lòng cả kinh lập tức cười nói Vậy thì tốt rồi Khai quốc khoảng đế của đại thương ta Là bậc kỳ tài ngút trời Hôm nay đã tu thành thánh hoàng Anh minh thần võ Nếu như người theo ta đi gặp hắn Bệ hạ nhất định sẽ vui mừng Đế tuệ nhìn thấy ta Có thể chưa hẳn đã cao hứng nổi đâu Diệp Phúc mỉm cười Khua tay nói Người cứ trở về Nói cho đế tuệ biết Thế giới vô hoang có ta ở đây Mời hắn phóng tay Nên thành thực một chút Không nên vượt qua giới hạn của mình Sao? Phóng tay thành thật một ít ư? Loan Hoàng ánh mắt lóe lên, vẫn nổ quát: "Làm can, bệ hạ đại thương ta thừa mệnh trời, phụng thiên thừa vẫn thống trị ba ngàn thế giới, sớm muộn cũng làm cho ba ngàn thế giới có cùng một chủ. Người cư nhiên dám ăn nói như vậy, hẳn là ngại sống quá lâu rồi phải không?" Hắn điểm nhiên nói: "Chúng ta những thánh hoàng này, tại trong nháy mắt thành tựu thánh hoàng, thậm chí ngay cả thương thiên đế tôn cũng thân tử đạo tiêu, số mệnh hưng thịnh làm kinh chất thiên đế, người có mấy cái mạng cả gan dám cùng bệ hạ đại thương ta là thánh hoàng đối nghịch hay sao diệp phúc trong mắt hiện lên một đạo sát cơ loan hoàng lập tức liền tỉnh ngộ thiếu niên áo lam trước mắt của hắn này lại không phải là vô hoàng bình thường có thể để cho hắn tùy tiện để hắn quát mắng hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh trên trán vội vàng quát to một tiếng một quyền đánh ra đánh nát hư không ý định trốn ra vô cực chi địa hắn vừa rồi đã thấy diệp phúc ra tay năm ngón tay triển khai đánh chết đông hoàng giết hoàng như giết chó giết rất gọn gàng chính mình ngay cả ung hoàng còn không bằng chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của diệp phúc giờ phút này chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu hai chân chạy trốn quá chậm ta còn cần người hướng đế tuệ mà truyền lời sẽ không giết ngươi bất quá tội chết có thể miễn tội sống thì khó tha diệp phúc đưa tay hư hư bổ một phát chỉ thấy một đạo hồ quang hẹp dài bay qua bên trong hồ quang tinh đấu tinh thần đêm ngày biến hóa lập loài bất định xây dựng hồ quang thế giới đủ loại đạo văn, đạo ngân, phù quang lực cảnh theo thân loan hoàng cắt qua, đem hắn tại chỗ mà chém ngang eo. Ba ngàn thế giới tất cả bất đồng, có thế giới hình thù kỳ quái, ví dụ như hồ quang thế giới là một cái trong số đấy. Thế giới này như là một đạo hồ quang hẹp dài, sắc bén cực kỳ. Tại trong vô cực chi địa phiêu lưu là một thế giới có tính công kích rất mạnh, thường xuyên cùng thế giới khác va chạm, ma luyện bản thân. Ta cắt hai chân ngươi, Ngươi đem hai cái chân này ra cho đế tuệ Lại để cho hắn nhìn xem Bên trong cái chân gãy của ngươi có đạo cùng lý Sau đó hãy nghĩ kỹ Hắn có phải có năng lực nhúng tay vào thế giới vô hoang của ta hay không Giờ phúc phất phất tay Chỉ thấy nửa người dưới của Loan Hoàng bay lên Rơi vào trong ngực của hắn Loan Hoàng vừa sợ vừa giận Vừa vàng vận chuyển tự thân cấm pháp Ý đồ khôi phục thân thể Bất quá bị chém ngang eo nửa người dưới Thế nhưng không thể sinh giải ra Phảng phất có một cỗ lực lượng kỳ lạ ở chỗ vết thương của hắn ngăn trở huyết nhục trọng sinh, đoạn tuyệt sinh cơ. Loan Hoàng mồ hôi lạnh đổ đầy chán. Vu Hoàng có được sinh mệnh lực khổng lồ vô cùng, mặc dù thân thể nát bấy cũng có thể tái tạo thân thể. Bất quá một thức hồ quang ấn này của Diệp Phúc đem hồ quang thế giới đạo văn, đạo ngân đánh vào bên trong chân linh của hắn, chạm nguyên thần của hắn, chạm cấm pháp của hắn. Cho dù là hắn triệt để hủy diệt cỗ tản thân thể này, khôi phục thân thể cũng chỉ có thể khôi phục nửa người nửa người dưới vĩnh viễn không thể một lần nữa mọc lại đây là từ khi hắn thành tựu vua hoàng đến nay lần đầu tiên gặp loại chuyện này hắn không dám nói nhiều lập tức ôm hai chân mình phi tốc rời đi thậm chí liền nhìn Diệp phúc một cái cũng không dám sợ rằng Diệp phúc đột nhiên lật lọng đem hắn triệt để chấm giết sau đó một những người khác mang thi thể của mình ra cho đế tuệ loan hoàng ly khai vua hoàng Diệp phúc không khỏi nhíu mày lộ ra một tia thần sắc lo lắng sư huynh huynh làm sao vậy Phượng Yên Nhu buồn phiền nói Tại quan sát của nàng Diệp Phúc ám toán xích viên ma tôn Chém liên tục chín đại phu hoàng Đoạn đi hai chân của Loan Hoàng Cơ hồ là nhân vật giống như thiên thần Giống như thiên thần cường đại Mà giờ phút này cư nhiên trên mặt hắn Hiện lên thần sắc lo lắng Thật sự không thể lý giải nổi Đế khốc khai sáng ra tâm pháp Quả như là thần kỳ Vậy mà lại làm cho đế tuệ Tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi Thành tiệu thánh hoàng Thống nhất thiên hạ Đắc được vô cùng thiện công nghiệp quá lại để cho tu vi thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh. Đế Khốc Thần Vương thật không hổ là có thể cùng với thương Thiên Đế Tôn tranh đoạt thiên đế vị tuyệt thế đế quân, thật không thể khinh thường. Diệp Phúc thở dài nói: "Ta để cho Loan Hoàng mang theo chân hắn ra cho đế tuệ nhìn, chủ yếu là dọa hắn một chút thôi, kỳ thân thực lực trước mắt của ta còn xa không phải là địch thủ với Thánh Hoàng." Tô Kiều Kiều hiếu kì nói: "Đã không phải là địch thủ với Thánh Hoàng?" tướng công người làm sao cho rằng mình có thể hồ sợ đế tuệ được đây phượng yên nhu cũng đồng dạng cực kỳ hiếu kỳ đôi mắt đẹp nháy động chờ đợi diệp phúc giải thích diệp phúc cười ha ha có chút tự đắc cười nói ta vừa rồi đem loan hoàng chém ngang lưng dùng chính là ba ngàn thế giới đại thuấn bên trong hồ quang ấn chất chứa hồ quang thế giới đạo cùng lý chỉ có thánh hoàng mới có thể xem hiểu được hơn nữa là chỉ hiểu nửa vời biết rõ trong đó là chỗ lợi hại cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội được đế tuệ từ bên trong tàn thân thể của Loan Hoàng nhìn thế ấn này nhất định sẽ cân nhắc ta đã thành tựu Thánh Hoàng thậm chí so với thành tựu của hắn còn cao hơn dùng tính cách của hắn khi không có thủ đoạn vẹn toàn tất nhiên không dám đối với thế giới vua hoàng ta có chỗ dị tâm hài lòng lại không có dám có chỗ dị đóng chỉ có Thánh Hoàng mới nhìn hiểu được hơn nữa chỉ là biết nửa vời thôi sao Phượng Yên Nhu ngẩn ngơ nghi hoặc nói sư huynh vậy ngươi hiểu hay không vậy không hiểu Diệp Phúc khô khăn nói Ta chỉ biết sử dụng Những đạo và lý này ta một chút cũng không hiểu Đế tuệ có thể nhìn ra một ít đạo lý Mà ta ngay cả ra lông cũng nhìn không ra được Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều Không khỏi nói không lên lời Diệp Phúc bởi vì cảnh giới chênh lệch Đối với 3.000 thế giới đại thuấn Chỉ biết sử dụng Nhưng không cách nào triệt để lĩnh hội Đạo cùng lý ở trong đấy Cho nên lại để cho Lan Hoàng Mang theo nửa người giới cùng chính mình Đi gặp đế tuệ cũng chỉ là vì hù dọa hắn mà thôi. Diệp Phúc cười nói. Tuy rằng ta không hiểu, thế nhưng theo ta vượt qua kỳ suy yếu, tu vi tăng trưởng về sau, những đạo văn đạo ngân này cùng thiên địa đại đạo tự nhiên sẽ có lãnh ngộ, thông hiểu đạo lý, đến lúc đó liền thật sự hiểu được. Hắn lại thở dài, ngẩng nhìn trời cao, trong tâm yên lặng nói: "Vật quá, nếu không thần vương khai sáng ra tâm pháp, thật sự có chút lợi hại. Công đức kim luân thật không hổ là đế cấp tâm pháp, thống trị ba ngàn thế giới tụ tập vô lượng công đức thành tựu vô tố thần vương đến lúc đó lại nghịch hành phạt thiên thống trị kiều thiên tu thành đế quân vấn đỉnh đế vị giỏi rất giỏi thật sự là rất giỏi mà đế tuệ tu vi tiến cảnh cực nhanh mặc dù là diệp phúc cũng phải chố mắt nhìn phía sau người này tu thành vô hoàng mới qua hơn chín năm không đến 10 năm lên tu thành thánh hoàng mà với thời gian ngang nhau diệp phúc chỉ vừa mới bước vào vô hoàng cảnh giới có thể tưởng tượng theo đấy tuệ tu vi thực lực càng ngày càng cao, tốc độ hắn chiếm đoạt băng hàn thế giới khác, tất nhiên càng lúc càng nhanh. Tu vi tăng trưởng cũng sẽ càng lúc càng nhanh, tốc độ tu thành vu tổ thần vương cũng so với tốc độ của hắn thành tựu thánh hoàng không chậm bao nhiêu. Ta đoán trong vòng trăm năm, người này sẽ thành tựu thần vương, cho dù không bằng thần vương cũng không khác nhau là mấy. Đến lúc đó, thế giới vô hoang cùng hắn quấn oán quá sâu, trừ hắn có thể may mắn thoát khỏi được. Lúc này, lòng hắn đầu không khỏi dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt như đế tuệ các loại nhân vật nghịch thiên này cho dù ngang cảnh giới hoặc không bằng diệp phúc nhưng hắn cất bước sớm tu vi tiến cảnh nhanh nếu như diệp phúc khơi chậm một đường cùng hắn chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn cuối cùng lúc đế tuệ thành tựu thần vương thậm chí không cần thần vương chỉ cần là vua tổ sẽ mang đến cho hắn thậm chí là tất cả sinh linh trong thế giới vô hoang một hồi tai họa ngập đầu e <laughs> rằng đã tới lúc ta rời đi thế giới vô hoang quá nhỏ mà thiên giới cao xa hơn Chỉ có tại đâu đó Mượn nhờ thiên giới tài nguyên Ta mới có thể đuổi kịp đế tuệ được Giao chỉ thiên thuyền Hướng thế giới vô hoang chạy tới Ở đầu thuyền Diệp Phúc ngẩng đầu Nhìn chăm chú lên trời cao Ánh mắt có chút thâm thúy Tại nguyên dương đại thế giới Tòa thế giới tại vô cực chi địa Này đã ở trong tầm nhìn xa Như là một viên minh châu sáng chói Viên minh châu này Chính là một vầng thái dương to lớn không gì so sánh được so với vầng thái dương tại thế giới vô hoang còn muốn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần hàng tỷ ngôi sao đời quay chung quanh cái này tên là nguyên dương liệt dương vận hành tại ở chỗ gần nguyên dương nở lơ lửng từng tòa lục địa cực lớn những loại lục này bị từng đạo sườn xích cực lớn khóa lại liền cùng một chỗ trong lục địa có hải dương có núi non sông ngòi chim bay cá nhảy cũng có linh sơn thánh địa nhân loại yêu tộc ma tộc các loại chủng tộc sinh sôi nảy nở mà lúc này loan hoàng chỉ còn lại có nửa thân trên. Hắn sắc mặt tái nhợt, ôm hai chân của mình gào thét bay tới, hàng lâm đến một tòa đại lục trong đó, thẳng đến đại lục hạch Tâm nội địa mà đi. Chỉ thấy trung tâm đại lục chính là một tòa đế cung, nhất phái khí thế ngất trời, từng chiếc từng chiếc lô thuyền cực lớn thu hoạch các loại khoáng vật kỳ lạ. Hào quang bảo khí phóng lên tận trời, theo thế giới khác lái tới, bỏ neo tại biên giới đế cung. Vô số đại vô nhân hoàng đang hối hả dựng lên từng tòa hồng lô đem đủ loại khoáng vật khuynh đảo trong lô liều mạng thúc dục tu vi luyện hóa đem khoáng vật luyện thành đồng nước nước thép những khoáng vật này vậy mà không loại nào là phẩm phẩm hết thảy đều là ngũ hành kim khí cấp bậc thần vật bị luyện hóa xa xỉ thành nước lại không hề biết bao nhiêu người đem đồng nước nước thép này luyện chế thành gạch ngói lương trụ đặc biệt là chậu hoa bình hoa các loại dụng cụ lại có không biết bao nhiêu người đem chế tạo đủ loại kiến trúc cung điện chế tạo phòng đem đế cung kiến tạo vô cùng xa xỉ, vô cùng tráng lệ. Ngoài ra, còn có hơn 10 vị vu hoàng đứng tại từng tòa, từng tòa cung điện. Phật phòng tu vi toàn thân ngưng tụ ra từng đạo cấm vân, trận vân, đánh vào trong những cung điện này, dùng thủ đoạn tế luyện cấm bảo, luyện hóa những cung điện này. Đế cung quy mô to lớn, thật sự làm cho người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối, cảm khái nhân lực vô cùng. Ồ, oh, đây không phải loan hoảng hay sao? Như thế nào vậy? Người cả người đi ra ngoài Vậy mà chỉ có nửa thân trên trở lại à, Ta sai, ta sai rồi Là nửa thân trên cùng nửa thân dưới Cùng một chỗ trở lại à, 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 à. Một vị vua hoàng thoáng nhìn thấy Loan Hoàng trở về Không khỏi cười ha hả, châm chọc mà nói Loan Hoàng sắc mặt vô cùng âm trầm hung tận trứng mắt nhìn hắn Lập tức hướng trung tâm đế cung đại điện Mà bay đi Loan Hoàng Người như thế nào bị thành như vậy Lại bị người khác chém nửa thân dưới như vậy sao trước tòa đại điện có hai vua hoàng thủ hộ thế thế không khỏi hoàng sợ lần này gặp nán xuất môn gặp phải một nhân vật lợi hại vô cùng một chiêu liền đem ta chém ngang thân thậm chí ngay cả thân thế cũng không cách nào khôi phục được người nó chính là cố nhân của bệ hạ tại thế giới vua hoàng muốn ta mang theo hai chân của mình đi gặp bệ hạ loan hoàng trong nội tâm buông lỏng vội vàng nói bệ hạ có ở đây sao vua hoàng đứng bên trái cung điện có chút do dự lên tiếng bệ hạ trong cung điện tiếp đãi khách quý chỉ xa tạm thời không thể gặp ngươi để cho hắn tiến vào đi bên trong lưới cung đột nhiên truyền đến thanh âm của đế tuệ như là thánh hoàng giao hóa chúng sinh vậy loan hoàng kinh sợ phi thân tiến vào trong cung phốc một tiếng nửa thân rơi xuống đất giơ cao hai chân của mình kêu lên bệ hạ thứ tội xin thứ cho vi thần không thể thi lễ đế tệ ngồi trên cao long đỉnh ánh mắt chấp động quét về phía hai chân của hắn không khỏi nhẹ kêu lên một tiếng chỉ thấy loan hoàng hai chân không tự chủ được bay lên trôi nổi ở trước mặt của hắn hay đạo hay vô cùng thật sự là đạo hay vô cùng hắn ta như là nhìn thấy đồ vật xinh đẹp nhất vậy ngưng mắt nhìn thiết diện mà diệp phúc cắt ra không khỏi tán thưởng liên tục thế giới vô hoang thậm chí có nhân vật bậc này một đao cắt ra một thế giới đây là đang hứng chấm thị uy hay sao Thế giới vù hoang Bất quá là một thế giới xuống dốc thôi Ở đâu còn có cao thủ như vậy Đế tuệ Người bất quá vừa mới trở thành thánh hoàng Không thể cảm nhận được cường đại của thánh hoàng Để cho ma tôn ta đến thử xem Một cái đại thủ đột nhiên thò đến Thò tay một chảo Đem loan hoàng nắm ở trong tay Lộn ngược lên Chỉ thấy một ma thần mặt đỏ rực ngồi ở phía đông Cùng đế tuệ địa vị ngang hàng Ngưng mắt nhìn về phía miệng vết thương của loan hoàng Vị ma thần này đúng là xích viên ma tôn Ánh mắt liếc về phía miệng vết thương của Loan Hoàng Mặt ngưng trọng Y chìm đắm trong cảnh giới thánh hoàng này đã mấy ngàn năm Đương nhiên cũng có thể nhìn ra đạo văn Đạo ngân thật sự tinh diệu Ở trong vết thương của Loan Hoàng Có thể đảm đương bốn chữ đạo diệu vô cùng này Vết thương mà Diệp Phúc để lại trên người Loan Hoàng kia Thậm chí vượt qua cả nhận thức của Y Làm cho Y hoàn toàn không hiểu được đạo lý bao hàm bên trong Chỉ là cái hiểu cái không Y và đế tuệ chỉ ngẫu nhiên gặp phải lúc trước xích quyên ma tôn trốn tránh sự truy sát của đại hắc thiên vừa đúng lúc thấy đế tuệ và đám vua hoàng điều khiển thuyền rồng đi tuần tra lãnh địa của mình xích quyên ma tôn vội vàng trốn vào trong một con thuyền trong đấy để tránh né hắc thiên ma tôn chuyện này cũng không thể qua mắt được đế tuệ y nhìn thấy là thánh hoàng nên mới có ý định lung lạc mời y cùng hồi cung một chiều vô pháp đánh ra đạo lý như vậy người này dù không phải là vô tố thế nhưng cũng không khác nhau là mấy Xích Quyên Ma Tôn nhíu chặt mi nghi ngờ nói: Đạo Văn Đạo Ngân ngưng tụ trong vô pháp phán ta, ngay cả ta cũng không hiểu được. Thế giới vô hoàng còn có cường giả bậc này hay sao? Loan Hoàng vội vàng cười nói: Bệ hạ, không biết vết thương này của vi thần có chữa trị được không? Một đạo thủ ấn của kẻ này phong ấn sinh cơ, ngay cả thần cũng không thể nào khôi phục thân thế Chút chuyện nhỏ ấy, cần gì phải làm phiền đế tuệ đấy Huống hồ, đế tuệ mới thành thánh hoàng tầm mắt kiến thức so với ma tôn ta còn không bằng được lão tử có thể dễ dàng giúp người chữa trị khu trừ đạo văn đạo ngân mà kẻ đó để lại xích quyên ma tôn cười ha hả tâm niệm kết động một đạo tu vi lập tức biến thành một bàn tay ma khí lậm đặc chộp tới miệng vết thương của loan hoàng tính toán nắm ra một đạo vân đạo ngân diệp phúc khác ở trên cơ thể loan hoàng đế tuệ nghe vậy có vẻ không vui sau đầu đột nhiên ong ong vang lên xuất hiện 18 đạo công đức kim lân thiện công chín đạo ác quả chín đạo chồng chất lên nhau cũng không hề xung đột trong thật trắng lệ diệp phúc tu luyện công đức kim luân thiện công ác quả không thể cùng tồn tại kết quả vì luyện chế chín lục địa bổ sung số lượng ba ngàn lục địa đã khiến cho công đức ác quả bị phế đi hóa thành hư ảo mà đế tuệ lại đem thiện công ác quả cùng tồn tại thiện ác tùy tâm thực lực tu vi có thể nói là đáng sợ bên trong một đạo công đức kim luân ở trung tâm lại có một hình bóng như một đạo môn hộ như thực mà không phải thực như hư ảo mà lại không phải hư ảo chính là đạo môn mà hắn ngưng tụ ra. Bên trong đạo công đức kim luân thứ hai cũng có một tòa môn hộ, đem công đức kim luân tầng thứ nhất đưa vào trong cửa là càng thêm hư ảo, không chân thật. Trong cánh cửa công đức kim luân tầng thứ ba cũng là như vậy, từng tầng công đức kim luân, từng tòa đạo môn khiến cho thực lực của hắn siêu phàm phát tục. Hiện tại, hắn chỉ vừa mới trở thành vô hoàng, thánh hoàng, tu vi củng cố sẽ khiến cho đạo môn càng thêm chân thực. 18 tòa đạo môn ngưng tụ thành thực chất, phủ đầy đạo văn đạo ngân Đến khi đó hắn sẽ bước đến Thánh Hoàng Đỉnh Phong Từ trong đạo công đức Kim Luân Trung tâm kia thò ra một bàn tay Chụp vào nửa người dưới của Loan Hoàng Một đạo hồ quang thế giới Bị hắn nhấc lên một góc từ miệng của vết thương Người này là giao ai với chấm Nhưng quả là đi một nước cờ giờ hơi Chấm cũng có thể từ trong miệng viết thương này Hiểu biết sự ảo diệu của vũ pháp của y Chỉ cần hắn thu dư vận Một thức vũ pháp này của Diệp Phúc cẩn thận nghiền ngẫm là cũng có thể tìm hiểu được chỗ thần bí của đạo ấn pháp cấp thần vương này. Tu vi của hắn thâm hậu, lại đã là thánh hoàng nên tầm mắt và kiến thức đều rất cao. Nếu có thể nghiên cứu tường tận thì hơn phân nửa có thể thôi diễn cấu tạo vu pháp từ trong dấu vết vu pháp của đối phương. Dầm một tiếng, hồ quang ấn đột nhiên rung lên dữ dội, chấn vỡ nửa người dưới của Loan Hoàng. Ngay sau đấy, lại như một luồng sáng đánh tới mi tâm của đế tuệ, lại giống như một con lươn trơn tuột, suýt nữa thì chui vào trong mi tâm Phá đi từ phủ của hắn ma tôn tên này thật âm hiểm để lại chiêu sau đế tuệ cả kinh trong lòng đạo môn khẽ rung lên chấn vỡ dư âm hồ quang ấn nghĩ đến xích viên ma tôn đang xem xét nửa người trên của Loan hoàng vội vàng quát lên không nên động thủ lúc này xích viên ma tôn đã động đến miệng vết thương của Loan hoàng chỉ thấy dư uy hổ quang ấn đột nhiên bùng nổ cứ thế khiến cho vị vô hoàng này nổ thành cho bụi không sóng sắc mặt xích uyên ma tôn đỏ lên thấy dư uy hồ quang ấn cắn nát loan hoàng rồi thì nhất thời giận tím mặt kẻ này tâm tư quả nhiên kín đáo để lại hậu thủ chu diệt loan hoàng không cho chúng ta biết được bí mật của hắn Hừm, nhưng hắn không thể gạt được ta siêu hồn tác phách y bắt lấy tàn hồn của loan hoàng rồi bắt đầu siêu hồn tác phách vơ vét trí nhớ của loan hoàng lập tức một đạo pháp lực trào ra tạo ra những hình ảnh biến thành thế giới vô hoang mà y biết đế tuệ thấy sư hồn tác phách vô hoàng cấp dưới ngay trước mặt mình mà không hề hỏi ý của mình trong lòng thầm oán giận nếu không phải xích viên ma tôn ra tay lung tung loan hoàng sẽ không chết khiến cho hắn cam tức nhưng xích viên ma tôn là thánh hoàng còn có tác dụng với hắn nên không tiện trả mặt ngay bây giờ muốn chấm thành thật một chút sao Hừm, thật to gan hay là hắn thấy tu vi mình đủ mạnh đủ xương hoàng làm tổ là có thể uy hiếp được chấm ư Đế Tuệ nhìn thấy hình ảnh này thì lập tức nhận ra Diệp Phúc đúng là kẻ đã cùng một cao thủ thế giới vô hoang khác cướp sạch tiên linh khí của mình. Sắc mặt nhất thời trầm xuống, Cửa lạnh mà nói: "Tu vì chấm tuy không bằng hắn, nhưng vài năm nữa thôi, thống trị thêm nhiều thế giới, chấm cũng có thể trùng kích cảnh giới vô tổ, thống nhất ba ngàn thế giới, chấm tất là thần vương. Đến lúc đó, chấm sẽ bẩm thay ngươi làm vạn đoán." Hắn mặc dù gặp Diệp Phúc Thế nhưng lại chưa từng thấy Diệp Phúc ra tay nên không biết tu vi Diệp Phúc là như thế nào. Lúc này đây, thấy hình ảnh này, trong nội tâm đã coi Diệp Phúc là nhân vật cấp bậc thánh hoàng, thậm chí là vũ tổ. Xích Viên Ma Tôn chớp mắt, y có nhiều ân oán với Diệp Phúc nên biết người ra tay chém Lan Hoàng kia đúng là Diệp Phúc, thầm nghĩ. Sao tu vi tên tiểu tử này lại tiến bộ nhanh như vậy? Chẳng lẽ là có kỳ ngộ trong bí cảnh kia sao? Đế tuệ không biết lai lịch của hắn, thế nhưng tiểu tử này không thể gạt được ta hắn chỉ mới tiếp cận cảnh giới vua hoàng cố lắm mới được vua hoàng tuyệt không thể vấn đỉnh thánh hoàng thậm chí thành vu tổ hắn cũng chỉ nghĩ thế chứ không nói ra thực lực thực sự của diệp phúc cho đế tuệ hắn thầm nghĩ tên tiểu tử này nhất định có được kỳ ngộ trong bí cảnh kia rồi lấy được đạo lý cấp thần vương mà không phải là thành vu tổ nếu ta tiêu diệt hắn rồi lấy đi trí nhớ của hắn mấy thứ đó sẽ thuộc về ta hết thảy đế tuệ quay đầu nhìn y cười nói hay là Ma Tôn nhận ra kẻ này sao Xích quyên Ma Tôn xấu hổ Gật đầu nói à, Đúng vậy Nói ra cũng thật xấu hổ Ma Tôn ta mất hết tu vi Cũng là vì kẻ này ra tay Nếu không thì sao ta Phải sợ đại hắc thiên như vậy chứ Đế tệ cả kinh Lại càng cho là giải phúc Là cao thủ cấp thánh hoàng Hoặc là vũ tổ Lập tức vẫy vẫy tay Một vị vũ hoàng Lập tức tiến lên trở lệnh Người tức khắc đi thế giới vũ hoàng Dám thị động tính của kẻ này nếu như có dị động gì thì lập tức báo lại Đế tuệ thấp giọng nói Vị vua hoàng kia lĩnh mệnh rồi lập tức rời khỏi đại tương hoàng triều Đi đến vua hoàng Xích viên ma tôn liếc về phía các tầng công đức kim luân Mà 18 tòa đã môn sau đầu đế tuệ kia Trong mắt lộ ra hâm mộ cười Khanh khách nói Đế tuệ công pháp của ngươi quả thực thần diệu vô cùng Nhưng ngươi vừa trở thành thánh hoàng Còn không hiểu rõ cảnh giới này bằng ta Hề chi bằng để ma tôn ta chỉ điểm một hai cho ngươi Ngươi nói hết công pháp của ngươi cho ta nghe Ta sẽ cho ngươi biết cảm ngộ của ta Ở Thánh Hoàng Kỳ Ai nấy đều được lấy Chẳng phải là chuyện tốt hay sao Đế tuệ nghe xong Mỉm cười nói Ma Tôn nói rất đúng Nói vậy chứ lòng hắn lại có phần cam thức Xích quyền Ma Tôn chẳng qua là thấy công đức kim luân của hắn Vô cùng tinh diệu Nên động lòng tham tính lừa gạt lấy đến công pháp này Thẳng nhãi này Kiệt ngao bất tuân Tham lam khiến cho người ta ghi tấm mà lại quá tự cao Chỉ sợ khó có thể thu phục hắn và làm cho mình sử dụng Nhưng hắn đã muốn tâm pháp của ta cũng là chui đầu vào lưới Ta truyền thụ cho hắn nửa bộ công pháp Chỉ cần hắn tu luyện sẽ luyện thành công đức các quá Sẽ bị công đức kim luân của ta khắc chế Không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của ta được Đế tuệ thầm nghĩ Trước mắt giữ hắn lại còn có tác dụng Đợi đến lúc hắn vô dụng rồi thì giết đi Tu vi của ta còn có thể tiếp tục tinh tiến Xích Nguyên Ma Tôn có phần vui mừng trong lòng thầm nhủ Nếu như lão tử lấy được công đức kim luân thần diệu này Ta sẽ lập tức làm thịt tên tiểu bạch kiểm trước mặt này Tự mình nên làm hoàng đế đại thương thống trị đại thiên thế giới Tu thành thần vương Đến lúc đó lão tử sao phải sợ đại hắc thiên Phóng dám một cái thôi cũng đánh chết đi được rồi Hai người đều mang tâm tư riêng trao đổi lẫn nhau Xích Nguyên Ma Tôn như nguyện được đến một nửa công đức kim luân luyện bà diễu quyết sau đầu lập tức mọc lên các tầng công đức kim luân hiện ra chín cánh cửa tu vi liền tăng nhiều y giết người như ngoé làm đủ việc ác công đức kim luân chính là ác quả bên trong kim luân những cánh cửa đỏ như máu chính y cũng biết mình lấy được công đức kim luân không hoàn chỉnh vẫn không dám xuống tay với đế tuệ đế tuệ cũng nhận được một ít chút cảm ngộ thánh hoàng củng cố tu vi thánh hoàng hai kẻ này hư tình giả ý ở chung hết sức vui vẻ mà tại hoàng tuyến ma tông Lúc này tu vi Diệp Phúc càng ngày càng củng cố nay hắn đã vượt qua kỳ suy yếu Hắn đã luyện hóa đi bốn đầu tiên linh mạch Đến bổ sung tu vi Chỉ còn nửa linh mạch là chưa luyện hóa Nhưng hắn lại dùng ngọc lâu kết nối thiên giới Rồi trộm tiên linh khí từ nơi đấy Từ từ tăng tu vi lên để khiến cho mình vượt qua kỳ suy yếu Ta sắp rời đi vô hoang Tiến vào thiên giới Chỉ có thiên giới mới cung cấp đủ linh khí linh mạch cho ta dùng Diệp Phúc thở dài Số lượng tiên linh khí mà Ngọc Thụ trộm đến cũng không bằng tốc độ hắn phun ra nút vào, mà lại không thể trộm được linh khí cấp cao hơn. Nếu dùng thuần dương linh mạch bậc chín tu luyện, một là chất lượng linh mạch quá thấp, hai là lượng hắn phun ra nút vào quá lớn, thuần dương linh mạch căn bản không cung cấp được nguồn năng lượng khổng lồ đến như vậy. Tu vi của Đế Tuệ cũng nhanh chóng tăng lên hàng ngày. Nếu hắn tiếp tục ở lại thế giới vô hoang, thì chênh lệch với Đế Tuệ sẽ càng ngày càng xa, càng ngày càng cao. Bởi vậy Diệp Phúc phải đi thiên giới, nhanh chóng đến đấy. Nhưng Diệp Phúc không có lập tức đi mà lại cùng Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu du sơn ngoạn thủy, ngắm sao thưởng nguyệt, đi đến tất cả các cảnh đẹp ở thế giới vô hoang. Bụng của Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu to lên từng ngày, con hắn cũng sắp xuất thế. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm xúc phức tạp của người sắp làm cha. Tình thương yêu của người cha cùng ý thức trách nhiệm tràn ngập ở trong lòng ngực của hắn. Trong bảo hồn giới của Huyền U Thánh Hoàng Đồ, một tôn thánh hoàng bị chấn áp trong thái dương thần lô gào thét liên tục ở trong lô diệp phúc giơ một ngón tay điểm một cái xuyên thủng mi tâm của tánh hoàng cấm pháp phân thân đủ loại đạo văn đạo ngân chen vào trong mi tâm bị vỡ kia gạt bỏ thần thức hắn không chỉ lấy được quyền ô thánh hoàng đồ từ ung hoàng đồng thời cũng lấy được nhiều cấm bảo của thánh ung hoàng triều nhưng tiếc là chỉ có tu luyện cấm pháp tương ứng thì mới tế được những cấm bảo đó lên nếu không tu luyện pháp môn tương ứng thì lại càng thêm khó khăn tuy cũng có thể thúc giục nó thế nhưng tiêu hao gấp bội pháp lực không chỉ như vậy linh hồn trong cấm bảo sẽ tuyển lúc làm hại đến sự an nguy của chủ nhân. Vì đề an toàn, nên Diệp Phúc đã gạt bỏ thần thức trong vô hoàng cấm pháp phân thân của những cấm bảo đó. Cho dù là hoàng tộc thánh Ngung hoàng triều đến thì cũng chẳng thể nào thu hồi những bảo vật này được. Hắn quét sạch toàn bộ cấm bảo một lần, chỉ còn lại Huyền U Thánh Hoàng đồ là chưa gạt bỏ thần thức của Huyền U Thánh Hoàng. Diệp Phúc sắp rời đi thế giới vô hoàng, sao có thể không để lại cho Hoàng tuyển Ma Tông, Tô Kiều Kiều và Phượng Yên nhu một món của cải cho được? những cấm bảo cùng cả huyền u thánh hoàng đồ đủ để đảm bảo an toàn cho hoàng tuyển ma tông cho dù vu hoàng có đến thì cũng có thể thoải mái mà ứng phó không chỉ như vậy diệp phúc còn để lại ở tổng đàn hoàng tuyển ma tông nửa cái tiên linh mạch để cho tô kiều kiều và phượng yên nhu thậm chí cả đám người triều công thiều vinh lâm có thể dùng tiên linh mạch để mà tu luyện có người nói một hoàng triều mà chiếm cứ tài nguyên phong phú đến cực điểm ngay cả một con heo cũng có thể trở thành vu hoàng này cuộc cải của Diệp Phúc đã vượt xa một hoàng triều, gần như ngang với cuộc cải của một thế giới. Nếu như tương lai mà Hoàng Tuyền Ma Tông không xuất hiện mấy vị vua hoàng, cái kia thật đúng là ngay cả heo cũng không bằng. Huyền U Thánh Hoàng, người đã sớm chết rồi, chỉ còn tôn phân thân này là vẫn còn sống, giữ được một chút trí nhớ của ngươi, nhưng phân thân của ngươi cũng chết đi. Diệp Phúc khẽ động ngón tay, trên đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện tu diễn hình dạng Phật tổ trung ương nhập chủ mi tâm của huyền u thánh hoàng cấm pháp phân thân diệt đi thần thức của hắn vị trung ương phật tổ này vẫn không tản đi mà tọa chấn mi tâm huyền u thánh hoàng bảo tồn một luồng ý chí của diệp phúc chỉ cần kẻ khắc tế thánh hoàng đồ này lên thúc giục luồng ý chí kia của hắn là có thể phát huy được uy lực của thánh hoàng đồ diệp phúc thu ngón tay lại kẽ động tâm niệm chỉ thấy trong bảo hồn giới xuất hiện ba đạo thuấn trông như ba thế giới bé nhỏ hắn làm xong hết rồi mới đi ra khỏi bảo hồn giới của món thánh bảo này cuốn thánh hoàng đồ này là hắn chuẩn bị giao cho tô kiều kiều để nàng trưởng quả nó mấy ngày nay hắn không chỉ làm những chuyện đó mà còn đưa giao chỉ thiên thuyền cho phượng yên nhu giao thái dương thần lô cho vinh lâm lại truyền thụ hạ thiên đại đạo chân kinh cho vinh lâm còn thêm ba thức cấn pháp của mình nên thái dương thần lô và giao chỉ thiên thuyền chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào ba thức cấn pháp này có uy lực đủ để chu sát vô hoàng nếu gặp phải nguy hiểm đám người tô kiều kiều thúc giục ba đạo ấn pháp này là có thể giúp bọn họ đỡ ba lần đại kiếp ba món thánh bảo hợp lại là có thể đỡ chín kiếp nạn không chỉ có vậy hoàng tuyến ma tông có ba vị đại minh tôn vương già la minh tôn tu đề và bảo hiền minh tôn đều đã đặt tới cấp điện chủ nhân hoàng ma tộc có bọn họ thực lực hoàng tuyến ma tông có thể nói là hùng hậu đám người tô kiều kiều biết hết những chuyện hắn làm nhưng vẫn yên lặng không nói gì chỉ biết không lâu nữa Diệp Phúc sẽ rời khỏi thế giới vô hoang Nên bọn họ ai cũng quý trọng thời gian trước mắt này Mấy tháng sau Toàn bộ hoàng tuyến ma tông từ cao xuống thấp Đều vui mừng phấn khởi Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu lần lượt sinh hạ một nam một nữ Bé gái thì tên là Diệp Kỳ Còn bé trai tên là Diệp Lân Một người sẽ là Tây Hoàng tương lai Mai sau sẽ đi ra hoa tư thiên quốc Kế thừa ngôi vị hoàng đế trở thành Tây Vương Mẫu Đứa kia thì là Thái tử Đại Tần Tương lai sẽ đăng cơ Tần Hoàng Ta, ta đã có con rồi ta có con rồi, ta có con rồi, ta có con rồi, ta có con rồi. Diệp Phúc vui vô cùng, nói một lời tình cảm hiếm có, vang vọng khắp thế gian. Các đại thánh địa đều đến chúc mừng, dâng tặng lễ vật vô cùng náo nhiệt. Nay địa vị hoàng tuyến ma tông còn trên cả tam cung ma đạo, tất cả thánh địa trong 3 ngàn lục địa hầu như đều phải người tiến tới, thậm chí có không ít thánh chủ tự mình đến chúc mừng, làm cho đám người triều cung thiều vinh lâm bận tối mặt tối mày hận không thể phân thân ra mấy ngàn để chiêu đãi từng vị từng vị thánh chủ một vì sắp rời khỏi vô hoang diệp phúc cố ý đem quyền lực của tông chủ giao cho vinh lâm do triều công thiều phụ tá bởi vậy nên hắn không lộ diện nhiều lắm chỉ có yêu chủ quỳnh tiêu khoa phụ cảnh văn tuần sư cổ đến thì hắn mới tự mình xuất hiện tiếp đãi trao đổi tâm đắc vô hoàng ờ <laughs> thật đáng tiếc không thể ở cùng với con không thể nhìn bọn chúng trưởng thành được diệp phúc thở dài nay hắn đã không muốn chỉ hoãn thời gian ở thế giới vô hoang thêm nữa đã muốn rời đi ba ngày sau đám thánh chủ đó tản đi diệp phúc cũng nhẹ nhàng thở ra đột nhiên bầu trời đỏ sậm một mảnh huyết sắc nghìn vạn dặm hóa thành một biển máu lơ lửng ở trên hoàng tuyển ma tông tây hoàng công nghe nói người đã có quý nam quý nữ ma tôn ta đặc biệt đến chúc mừng đấy biển máu đột nhiên biến hóa thành một cái đầu to lớn không gì sánh nổi với đôi mắt màu đỏ đồng tử gần như to bằng một ngọn núi hơi hơi chuyển động nhìn xuống hoàng tuyển ma tông dừng ở trên người của diệp phúc cười khanh khách nói tây hoàng công ma tôn ta có hai món quà nho nhỏ tuy không đủ thể hiện sự tôn kính thế nhưng cũng mong người nhận lấy cho khuôn mặt khổng lồ này đúng là xích viên ma tôn khặc khặc cười to chỉ thấy từ trong biển máu hai chiếc quan tài bay ra dừng ở trước mặt của diệp phúc hai cái quan tài con này rất phù hợp cho trẻ con à, 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 à. đây là loại quan tài thượng đắng mà ma tôn ta trăm cây nghìn đắng mới tìm thấy được nghe nói ngươi sinh một trai một gái nên ta đặc biệt mang tới đây cho ngươi tiếng nói âm trầm của xích quyên ma tôn truyền tới y như răng cười nói con của ngươi đủ cho người ta một đớp ăn sạch kìa à, 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 Xích quyên, ngươi tìm đường chết sao? Diệp Phúc mặt không chút thay đổi, lướt qua, Hai chiếc quan tài kia ầm một tiếng vỡ nát. Hắn lập tức phất tay một cái, biển máu đầy trời kia đột nhiên bốc hơi, khuôn mặt khổng lồ của xích Quyên Ma Tôn bị một trường của hắn xóa tan như bụi bị lau đi vậy. Ha 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 ha. Tây Hoàng công kia, Người không nhận lấy hai chiếc quan tài này chẳng phải là phụ ý tốt của Ma Tôn ta sao? Ma Tôn ta nổi giận rồi, ta mà giận dữ thì sẽ có đổ máu kìa. Ha 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 ha. Tiếng của xích Quyên Ma Tôn dần dần xa đi, hắn cười nói: nói không chừng Ma tôn ta sẽ đích thân ra tay mai táng con của các ngươi. dịch quyền Ma tôn cho dù ngươi có trốn khắp ba ngàn thế giới chạy tới thiên giới thì cũng không có ai có thể cứu được ngươi đâu. sắc mặt của diệp phúc vẫn như trước không nhìn ra có gì khác thường chỉ có đôi tay hắn là run run hắn lập tức khít một hơi thật sâu áp chế xuống nhưng nội tâm thì lợi giận còn hơn cả trước người bên cạnh hắn chính là nghịch lân của hắn động vào sẽ khiến tâm động sát khí nhất là hai đứa con vừa sinh ra kia là cốt nhục của Diệp Húc, sao khiến hắn không giận dữ cho được? Xích Quyên Ma Tôn cũng không phải là tự mình đến mà là dùng một đạo pháp lực xuyên qua vũ trụ truyền đến từ thời không xa xôi chứ không ở trong thế giới vô hoang. Diệp Phúc đã tung pháp lực đi truy tìm vị trí của Xích Quyên Ma Tôn. Phượng Yên Nhu và Tô Kiều Kiều thấy tình hình này nên vô cùng lo lắng, nhìn thấy sắc mặt Diệp Phúc vẫn không thay đổi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng yên tâm đôi chút. Diệp Phúc chính thức chuyển vị trí tông chủ cho Vinh Lâm Rồi gọi Già La, Bảo Hiền, Tu Đề và Hạo Thiên Khuyển đến Hắn lên tiếng dặn dò Ba vị Minh Tôn hãy tạm thời phụ tá Vinh Tông Chủ Chờ các ngươi tu thành vô hoàng rồi Thiên giới cũng có một phần nho nhỏ cho các ngươi Còn về phần khiếu thiên Hắn nhìn con phá cầu này Thấy nó mặt mày hớn hở Đuôi lắc tới lắc đi Mặt đầy mong chờ nhìn hắn Khiến cho Diệp Phúc chợt thấy nhức đầu Con phá cầu này thật không tốt chút nào nếu hắn rời đi đệ nhất đại tôn vương chắc chắn sẽ làm sàng làm bậy gây rối ở khắp nơi đám người vinh lâm chỉ cung thiểu căn bản không áp chế nổi nó cái tên tham ăn này có khi còn ăn sạch cả thế giới vô hoang khiếu thiên cùng ta sẽ đi thiên giới diệp phúc trầm giọng nói thỏ thiên giới kia long đại gia ta tới đây ta tới đây hào thiên khuyển hoan hô một tiếng thỏa thuê mãn nguyện diệp phúc thắng nhìn thấy ba người giả la tu đề và bảo hiền ủ rũ liền cười nói cao thủ thiên giới rất nhiều các ngươi đi thiên giới với thực lực hiện giờ chính là đi chịu chết mà không thể bảo vệ nổi mình à, còn về phần cứu thiên chết thì cũng là chết không đáng đau lòng phá cẩu nhất thời bị đả kích tội nghiệp nhìn diệp phúc diệp phúc coi như không thấy nhìn về phía diệp lân diệp kỳ ở trong lòng tô kiều kiều và phượng yên nhu do dự một lát rồi cười nói phu nhân sư Muối hai người yên tâm chờ bình định chứng ngại vật rồi ta sẽ tiếp hai người đến thiên giới vợ chồng chúng ta sẽ không xa rời nữa nếu như có chuyện thì cứ gọi tiên ta ta sẽ cảm ứng được hai vị phu nhân yên lặng gật đầu diệp phúc cười ha ha vươn người ve lên cất cao giọng nói khiếu thiên theo ta đi thiên giới nào hạo thiên khuyển thằng người nhảy lên đuổi theo diệp phúc diệp phúc giơ tay khẽ vẽ một cái mở ra hư không mang theo chú chó đen kia cùng đi vào nơi vô cực thanh âm từ từ truyền đến phu nhân hãy nhớ Diệp lân con ta ngàn vạn lần Không thể giao cho phách khả lão tổ nuôi nấng được Tô Kiều Kiều bật cười Hốc mắt rưng rưng vẫy tay tiễn hắn rời đi Diệp Phúc quay đầu thoáng nhìn qua một cái Cửa hư không sắp đóng lại Lập tức xoay người liền rời đi Chủ công giờ chúng ta lập tức đánh Tới thiên giới bắt thỏ hay sao Hào thiên khuyển hưng phấn không thôi Uông uông kêu lên Không phải Ở nơi vô cực kia Diệp Phúc đằng đằng sát khí Lờ dặn hừng hực thiêu đốt quanh thân xích diễm ngàn dặm hắn như một mặt trời từ nơi vô cực cầm bầm phóng tới xích đế ma giới hắn lạnh lùng nói còn ta sinh ra ta làm phụ thân tuy không thể ở cùng bọn chúng ngắm nhìn chúng trưởng thành nhưng có một việc phải làm đó chính là quét dọn hết sạch nguy hiểm có kẻ muốn chết ta sẽ cho hắn chết dầm một tiếng một mặt trời chói trang đột nhiên đánh vỡ hàng rào thế giới xích đế ma giới xuất hiện trên không trung nơi này hừng hực bốc cháy bên trong mặt trời truyền đến một tiếng gầm giận dữ xích quyên ở đâu mau ra nhận lấy cái chết đi xích quyên ma tôn ở nơi nào thỏ ma tôn ở nơi nào ở trong đế cung trong nguyên dương đại thế giới 18 đạo công đức kim luân đang ngong ong chuyển động 18 tòa công đức đạo môn là càng thêm củng cố đế tuệ khẽ nhíu mày quét qua đám quần thần liền khẽ hỏi thưa Xích quyền ma tôn khiêu khích vị cường giả thế giới vua hoang kia Thừa dịp con gã sinh ra đã tặng hai chiếc quan tài Một vị vua hoàng vội vàng lên tiếng đáp Phỏng chừng ma tôn muốn kích người nọ ra tay Cùng y quyết chiến sinh tử Hồ đồ Tên ma tôn này thật quá kiệt ngáo bất tuần rồi Đế tuệ khẽ nhíu mày Có phần không vui nói Uy hiếp con kẻ khác Làm rối loạn tâm trí Cho dù có thắng cũng là đáng xấu hổ nhưng xích quyền còn có tác dụng với chấm không thể để y chết trong tay kẻ khác được hắn đang định đứng lên thì thấy một hơi thở bá đạo tuyệt luân chuyển đến một âm thanh của mồm chuyển đến xích quyền ma tôn ở đâu ngươi mời ta quyết chiến vì sao không dám xuất hiện vậy ồ oh, ngươi còn có kẻ giúp sao đã tu thành thánh hoàng rồi rất tốt cả đời đại hắc thiên thắng với vô số cường giá cho dù hai tên thánh hoàng các ngươi ở đây ta có gì phải sợ chứ đế tuệ cả kinh theo tính nhìn lại thì thấy hắc thiên ma tôn hùng hổ đến thế giới nguyên dương đánh tới đế cung trong lòng hắn nhất thời nổi giận tiền nhãi xích quyền này lại khiêu chiến với đại hắc thiên làm cho đại hắc thiên đến ngăn cản chấm tiền nhãi này thật đáng chết thật sự đáng chết mà kính thưa quý vị khán giả thân mến. Tập 169 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị Ở tập 170 sắp tới